Bài 23, ôn tập. 1. Chỉ trên bản đồ địa lý Việt Nam vị trí của Đồng bằng Bắc Bộ, Đồng bằng Nam Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai. 2. Nêu sự khác nhau về đặc điểm thiên nhiên của Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ theo gợi ý sau. Cột thứ nhất, đặc điểm thiên nhiên. Địa hình, sông ngòi, đất đai, khí hậu. Cột thứ hai, khác nhau. Cột thứ hai gồm hai cột. Cột thứ nhất, Đồng bằng Bắc Bộ. Cột thứ hai, Đồng bằng Nam Bộ. 3. Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai, vì sao. A nhỏ, Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta. B nhỏ, Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất cả nước. C nhỏ, thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất nước. D nhỏ, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.